Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trai TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục với câu chuyện về Sư Minh Tuệ. Người ta bảo rằng Sư Minh Tuệ với bước chân an lạc của mình và 13 cái hạnh đầu đà thì đã làm hiển lộ rất nhiều những cái ma tăng. Chúng ta đã thấy ông Thích Nhật Từ đã giải hoàn những đạt giải thích hoàn toàn sai về hạnh đầu đà và thậm chí sai với lời của gọi rằng là Hòa Thượng Thích Chí Quảng, hiện nay đang là pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng ta cũng đã thấy ông Đức Nhuận, người mà vừa bị gọi rằng là bắt rồi rắn băng keo vào miệng, bắt tịnh khẩu 1 năm thì cũng đã nói sai về Sư Minh Tuệ. Chúng ta cũng thấy rằng là thậm chí những cái ma tăng xàm xí nói rằng Sư Minh Tuệ rằng là cậu này cậu kia vân vân. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta lại thấy một người nữa, đó là chúng ta phải gọi tên chùa Ba Vàng với một nhân vật đã rất nổi tiếng, đó chính là bà Phạm Thị Yến, chuyên đi áp vong, gọi rằng là oan gia trái chủ. Chúng ta sẽ nghe bà ấy nói cái câu chuyện gì về Sư Minh Tuệ nha. Sau đó tôi và các bác sẽ cùng phân tích và bình luận. Chúng ta chuyện này cứ bình tĩnh, tôi sẽ bấm nút play và các bác sẽ cùng với chúng ta cùng nghe. Là có người tự bỏ chùa đi, không theo thầy, đấy là cái dạng khó nói, không theo ai nữa, lấy một tí giáo pháp, lấy một tí hạnh tu khổ hạnh đi tu ở ngoài, xong giờ nói sai lệch hết rất nhiều, nói pháp cũng sai, giảng về giới cũng sai, thậm chí bây giờ còn dạy cả Phật tử là bây giờ quy y thì chỉ cần ra giữa trời kia là ngửa lên trời nói là con quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, xong rồi tự đặt pháp danh cho mình đừng đến chùa nữa. Những người mà họ ly gián tất cả Phật tử đối với Tam Bảo, thiện tín nam nữ đối với Tam Bảo, làm cho không còn người nối dõi dòng giống Tam Bảo nữa, mà chỉ nghe một mình nghĩ thôi mà nói rất sai pháp, còn nhiều những cái phát ngôn sai về giới luật tà kiến, rồi vào đại vọng ngữ, một trong tứ ba la di tội, nếu mà người thọ thì theo phạm vào đại vọng ngữ này thì trong cuộc đời này không chứng thánh, nhưng mà tất cả thì đang phong họ thành thánh. Đây là hai phía, thứ nhất là lỗi cái hàng tỳ kheo thứ hai này không dạy được ngã mạn một mình, ngã mạn không ai nói được, trở nên khó nói, không cung kính đón nhận lời giảng, xong rồi các vị biết pháp biết luật lại không lên tiếng, không lên tiếng tam gián, không có những cái việc làm để ngăn chặn cái việc này, những con người khó nói khó dạy này không có cái gì để ngăn chặn, cho nên nó làm cho diệu pháp bị hỗn loạn và bị biến mất. Như các bác có thể nghe đấy, tất cả đây là những cái lời mà chúng ta có tin rằng là của Phật tử hay không, và quy tất cả tội cho bên phía của Sư Minh Tuệ, bao gồm có cả một cái tội là đại vọng ngữ. Cái đại vọng ngữ cái này rất hay nha, các bác sẽ search cái giới luật đại vọng ngữ để xem là cái gì. Thế thì nếu mà để nói về đại vọng ngữ thì chắc là phải bảo bài đầu tiên, vì tất cả những cái lời này của bà ra thì đã phạm vào cái đại. Và thật sự ấy, chúng ta thấy rằng là Sư Minh Tuệ có một cái điều rất tuyệt vời, đó là sư chỉ trên một con đường tu hành của mình không hề nói xấu bất cứ một người nào cả. Có thấy thú vị không? Luôn luôn giải cái tâm từ, chưa bao giờ bảo với mọi người rằng là không nên cúng dường, không nên nọ kia vân vân, không nên quy y Tam Bảo ở đâu vân vân nọ kia. Tất cả sư đều nói rằng là sư là một mình, không có khuyên ai những điều đó cả. À, thế nhưng có lẽ là cái giới luật và cái sự nhân cách của Sư Minh Tuệ quá lớn đã làm cho những con này này sân hận và hiển lộ ra và phát ra những cái lời nó vô cùng độc ác. Lời vô cùng độc ác thì tôi không nói, nhưng mà qua đây thì chúng ta có thể hoàn toàn hiểu rằng ngay cả bà Yến Ba Vàng này, không biết rằng là ông Thái Minh ông có biết việc này hay không, nhưng mà cái bà Yến này là cũng ở bên Ba Vàng đó. Thì bà Yến này xin thưa với các bác đã hoàn toàn hiểu sai và không hiểu gì về đạo Phật cả. Đức Phật chưa bao giờ nói mình là thầy của ai. Chắc câu này là chắc là bà Yến không biết. Đúng không?
Đức Phật chưa bao giờ nhận làm thầy của ai, và thậm chí trước khi nhập diệt còn nói rằng là ta chưa từng làm thầy một ai bao giờ cả. Và nếu mà cần thầy thì đấy, lấy giới luật, hãy lấy giới luật và giáo pháp để mà làm thầy. Không biết một cái câu cực kỳ đơn giản như thế này, thế nhưng mà các bác có thể thấy là bao nhiêu ma tăng người ta, bao nhiêu ma tăng như những người này là đã gọi gì, đã né tránh cái câu đó, đã né tránh cái câu đó, chỉ cần có những cái thứ Phật tính thôi là đó là Phật rồi, kể cả không cần biết đến đạo Phật, thế nhưng mà chỉ biết làm những điều mà được Phật mô tả thì cũng đã có thể là hiện độ thành Phật. Cho nên ấy, cái câu chuyện bà Yến này đã tiếp tục cho chúng ta nhìn nhận một cái thứ, nó gọi là nào, bà bảo là không biết giới luật là gì, thế thì không biết rằng là bà tu giới luật thế nào, hay rằng tu khổ hạnh đầu đà chắc bà cũng không biết, và chúng ta cũng chưa bao giờ chúng ta biết rằng là bà Yến này là bà bản thân là tỳ kheo nữ thì bà có giữ được 348 giới hay không. Đó. Không biết rằng người đàn ông của bà là ông Thích Trúc Thái Minh có giữ được 250 giới tỳ kheo hay không. Không biết được rằng là khi đó là tỳ kheo thì họ luôn luôn họ né một cái câu chuyện, các bác cứ hỏi họ sẽ né một cái câu chuyện. Các bác nào mà đi tham gia những cái buổi giảng pháp như thế này á, của ví dụ như bà Yến Ba Vàng hay là của Thích Trúc Thái Minh hay là của ông Trân Quang hay là của ông Nhuận Đức hay là cái gì đó, hay Đức Nhuận gì đó, hoặc Nhuận Tràng thì tôi không biết lắm, thì chúng ta hoặc là bất cứ một cái vị tỳ kheo nào hoặc một vị sư chủ trì hay đại đức nào, thượng tọa nào, các bác chỉ cần hỏi rằng là thế thì theo những cái pháp môn này thì có những cái giới luật nào, thì trong cái giới luật đó có cái phần sở hữu tài sản hay không. Nếu như có cái phần sở hữu tài sản mà bị cấm thì chỉ được sở hữu tài sản là ba y một bát, vậy thì một tỳ kheo, một chủ trì, một thượng tọa có nên có cái tài khoản ngân hàng hay không, có nên có những cái vật xa xỉ như là đồng hồ hay là những cái áo mà làm bằng những cái chất liệu xịn sò hay không, có nên ngủ ở trên những chiếc giường lớn hay không. Tất cả thứ đó chúng ta đều có thể vừa hỏi, và hỏi họ rằng là cái tiền cúng dường, mà tiền cúng dường vào tài khoản của sư thầy thì nó sẽ được phục vụ cho chùa hay rằng là phục vụ riêng cho sư thầy. Có cái ràng buộc nào, có cái nào ngoài cái niềm tin ra đó, đúng không ạ, là sư thầy cúng dường vào tài khoản riêng của sư thầy thì, hoặc là trụ trì, thì trụ trì sẽ dùng cái tiền đó để làm cho chùa hay không. Nếu mà bảo rằng là có cơ chế nào để mà công khai minh bạch cái việc đó hay không, để cho Phật tử mọi người đều nhìn thấy rằng là bản thân trụ trì, bản thân tỳ kheo ở đó không ai giữ bất cứ một tài sản nào ngoài ba y một bát, còn tất cả tài sản là thuộc về tăng đoàn. Thế nếu họ bảo rằng là phải tin nọ tin kia thì hãy trích dẫn 10 điều chớ vội tin cho họ, những điều Đức Phật đã dạy là 10 điều chớ vội tin, và việc nghi ngờ là đúng, là việc hoài nghi là đúng. Tôi cũng rất là lạ, bởi vì ngày xưa khi tôi vào đạo Phật ấy, khi tôi bắt đầu nghiên cứu đạo Phật ấy, thì tôi bắt đầu tôi mới thấy rằng là hóa ra đạo Phật là một cái đạo hoài nghi. Đó. Hoài nghi, và Đức Phật dạy con người ta phải biết hoài nghi những cái thứ đó. Tại sao Đức Phật phải dạy? Là bởi vì là phân biệt những cái kẻ như thế này. Bởi vì Đức Phật đã chỉ dạy rằng là nếu không nhìn thấy họ giữ giới thì đó không phải là một bậc chân tu. Họ chỉ là một cái bậc ma tăng, bởi vì ma tăng là không giữ giới, chuyên đi gạ cúng dường, sống dâm loạn, vân vân nọ kia, và đưa ra những cái điều viển vông, vọng ngữ. Thì đấy là bậc ma tăng. Và đó trong cái thời mạt pháp thì ma tăng rất nhiều, mà đội lốt những tỳ kheo. Còn nhìn xem họ có giữ giới hay không thì mới biết rằng là họ có chân tu hay không. Những giới luật nó vô cùng cơ bản, nó cụ thể đến mức không thể cụ thể hơn được nữa. Xin thưa bác thế. Không thể cụ thể hơn được nữa, các bác cứ search giới đi. Thế thấy rằng là 348 giới của nữ, 250 giới tỳ kheo, thì các bác sẽ thấy rằng là ôi ôi sao nó cụ thể thế. Nó phải cụ thể như thế để không ai có thể sai lệch. Mà những người này có giữ giới không? Có giữ giới không ạ? Và rõ ràng cái câu chuyện về sư Minh Tuệ tôi cũng không cần phải giải thích rằng là giới luật thế nào, hạnh đầu đà thế nào. Nhiều bác bảo rằng hạnh đầu đà là tu Đức Phật và Đức Phật đã bỏ. Thì xin thưa, hạnh đầu đà là con đường chứng đạo.
là con đường trung đạo nha. Và đừng có nhầm hình thức với nội dung, giống như kiểu là nhầm tranh cãi với tranh luận. Bởi vì giống như có thể là cũng đỏ mặt tía tai như nhau, nhưng tranh luận là người ta đưa ra luận điểm, người ta đưa ra cái logic của nó. À, và tranh luận cái mục tiêu tối thượng là tìm ra cái đúng, cái chân lý. Còn tranh cãi là thắng thua, và người ta sẵn sàng công kích cá nhân nhau, mạt sát chỉ rủa nhau mà không chỉ là bất cứ một cái chứng cứ nào. Thì đó là cái câu mà giống như kiểu là bà Yến Ba Vàng vừa nói đó. Các bác sẽ thấy sẽ có thể rằng sẽ có nhiều ma tăng hiện lộ như thế. Lần này là đến Ba Vàng với chị Yến áp vào khi khúc không hiểu đẻ đâu ra cái oan ra trái chủ. Cảm ơn các bác rất là nhiều.